Rồi, xin chào quý vị bạn trở lại với channel của mình. Trước mặt quý vị các bạn đây là Fortuner 2021. Đây là phiên bản số tự động một cầu máy dầu. Đó, thì phiên bản này mình đang quay vào ngày 16 và chúng ta chưa có cái mức giá chính thức. Vì ngày mai 17 tháng 9 thì Toyota Việt Nam mới công bố cái giá cho các phiên bản mới mà Fortuner sẽ công bố về bán vào thời điểm tới. Thì điểm qua cái mẫu xe một cầu máy dầu số tự động, đây có thể nói là cái phiên bản bán rất là chạy cho khách hàng có nhu cầu chạy dịch vụ hay là mua xe đi lại gia đình. Vì thứ nhất là option nó cũng khá là ổn, công nghệ ok. Thứ hai là Toyota thì năm nay cải tiến rất là nhiều. Mặc dù cái mẫu xe này không phải là mẫu xe được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense đó, thì ok, điểm nhanh qua những cái điểm nâng cấp thay đổi thì chúng ta sẽ biết nhất ở đây. Đó, nó là mặt ga lăng này, cản trước này, ra mặt ga lăng này. Đấy, cái mặt ga lăng này thì nó được thiết kế thể thao hơn, mặc dù nó vẫn là ốp nhựa nhá, ốp nhựa này. Logo thì là logo nổi. Thông thường thì Toyota năm nay logo 3D thì sẽ là logo của Toyota Safety Sense. Hệ thống đèn, hệ thống đèn này là hệ thống công nghệ đèn và thiết kế mới. Cái đèn này là đèn chia khoang nhé, đèn LED chia khoang. Đấy, đèn này thì vẫn là bóng bi cầu, bi LED đó. Đây chúng ta có bi beam LED, chi tiết khá nhỏ. Tất nhiên vẫn có giải đèn LED ban ngày mà nó chạy theo một cái hình dáng mới, thể thao hơn, đẹp hơn. Về đằng trước thì chúng ta có thay đổi một chút xíu nữa là đèn xi nhan. Xi nhan và chúng ta sẽ thêm hai cảnh báo cảm biến phía trước nhé, ở bên đối diện này. Cái ốp nhựa này thiết kế tổ ong khá đẹp. Đèn LED nhỏ hơn, mình xin lỗi, đèn sương mù là đèn LED nhỏ hơn. Đèn xi nhan chúng ta sẽ chuyển hẳn xuống dưới này. Đó, tổng thể về thiết kế thì theo mình đánh giá nó không quá cứng cáp như thời điểm trước. Tuy nhiên thì nó lại mang cái phong cách trẻ trung và sáng tạo hơn, hướng tới cái thay đổi của Toyota trong cái năm 2020. Rồi, thay đổi ở đây hiện đại hơn, tay nắm cửa mạ chrome, đi kèm với đó là chìa khóa thông minh. Cái bản này đã được trang bị chìa khóa thông minh và đề nổ start stop nhé. Tí mình sẽ vào khoang nội thất cabin. Còn ở thân xe thì chúng ta không có quá nhiều khác biệt. Đấy, tuy nhiên cái tay nắm cửa mạ chrome trông rất là sang trọng hơn cho chiếc xe. Phần đuôi thì với bản số sàn hay bản thấp thì chúng ta có cản nhựa, nhưng đây sẽ là mạ chrome nhé. Logo này, thanh chrome với dòng chữ Fortuner đó. Cái đuôi gió, thật ra thì cái thiết kế đèn thì chúng ta là đèn LED nhé, không phải là giả LED giống như Cross G đâu. Cái thiết kế phần đuôi của Toyota Fortuner thì luôn được đánh giá cao và rất nhiều khách hàng đã ưng vì cái độ trường xe, nhất là với cái màu đen như này. Đây có thể nói là phiên bản bán chạy và màu cũng là màu bán chạy của Toyota Fortuner. Rồi, xe thì đã được trang bị sẵn bậc lên xuống này. Hàng ghế mình mở cốp đi. Cốp thì Toyota Việt Nam có nói năm nay nó là một sự thay đổi về bi thủy lực. Đấy, bi thủy lực trên xe này. Ghế. Rồi, chúng ta có ở đây ghế gập 50-50. Đó, gập lên gập xuống này, kéo lên này. Cái kiểu gập này thì nó sẽ cho chúng ta cái không gian phía sau rộng hơn. Đấy. Cốp sau thì mình nghĩ là để được vừa hai ba lô size lớn. Đấy, còn bánh dự phòng thì vẫn được treo xích ở dưới. Bản này thì cốp mở cơ, tuy nhiên thì có có thể là chờ khách hàng nâng cấp gói phụ kiện theo. Chúng ta có cái nút chờ sẵn cho cốp điện và đá cốp trên cái phiên bản cao. Xe này cũng đã được trang bị sẵn camera lùi nhá. Này, màn hình cảm ứng mới, camera lùi khá ok đúng không ạ? Hàng ghế thứ hai thì chúng ta đã có hàng ghế da. Đó,
Người da này. Đi lên đi xuống thì cũng không quá khó với cái chiếc Fortuner này. Tuy nhiên thì nó nên học hỏi Everest hay những cái mẫu xe SUV full size hay là size trung, chúng ta nên là một cái tay nắm cửa ở đây để thao tác khi nó bước lên nó sẽ dễ hơn, như là bấu vào như này đó. Hàng ghế thứ hai thì hơi tiếc chúng ta không có cửa gió điều hòa ở dưới mà sẽ có hai cửa gió điều hòa ở trên. Cá nhân mình nghĩ là làm ở dưới nó sẽ sang trọng và lịch sự hơn là xe ở trên. Xe ở trên đa phần là những xe chạy dịch vụ, đó là quan điểm của mình thôi, còn mọi cái thì đã có Toyota Việt Nam thiết kế hết rồi. Khoang cabin, vì sao mình lại đi từ ghế phụ thì năm nay Toyota Fortuner bản này đã được trang bị ghế chỉnh điện là trên ghế phụ nhá. Cần số thì không khác quá nhiều, tuy nhiên những chi tiết ốp cái này nó chỉ nhựa giả gỗ thôi, vân gỗ thôi, nhưng cũng rất đẹp, rất ok. Cái đặc biệt là hệ thống điều hòa, các bạn sẽ thấy hơi tối một tí, tuy nhiên thì cái điều hòa này là điều hòa tự động một vùng đó, thiết kế được đẹp. Vô lăng thì chúng ta sẽ có thêm cruise control, gương auto chỉnh điện chống chói, mình xin lỗi, gương chống chói tự động. Đấy, bản trước nó sẽ là gương thường, camera cảm ứng, màn hình cảm ứng, hiển thị camera lùi. Tuy nhiên thì hơi tiếc một tí là cái màn hình này không được hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mà là màn hình kết nối TP-Link, kết nối màn hình kết nối T-Link. Đó. Có một điểm hay ở trên những cái mẫu xe của Nhật, đặc biệt là ở trên Lexus hay những xe to như Toyota, thì cái cốp phụ chúng ta có chìa khóa đi liền với chìa khóa cơ ở trên xe. Thì cái điều này khá là tinh tế, vì với những khách hàng đi rửa xe này, hay chúng ta vào khách sạn này, hoặc lễ tân đánh xe này, thì những cái tài sản quý chúng ta có thể để vào cốp và khóa lại. Chúng ta chỉ giao chìa khóa điện, có thể giữ lại chìa khóa cơ, giao chìa khóa điện cho khách hàng. Mình sẽ làm một cái video riêng về cái phần đó. Đó, khá hay đúng không ạ? Năm nay đổi mới khá là nhiều, chưa biết giá cả bao nhiêu. Và mọi chi tiết về giá bán, chương trình hỗ trợ tư vấn sản phẩm quý khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ trực tiếp, mình có hotline đang đi kèm trên video. Rồi, Fortuner một cầu số tự động màu đen. Rất mong quý hàng like, share và ủng hộ nếu cảm thấy video này bổ ích. Mình sẽ cập nhật tiếp những cái thông tin mới nhất về các mẫu xe sẽ được ra mắt trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại.